Thưa quý vị, để phòng chống COVID-19, không ít gia đình cho trẻ nhỏ cùng sông hơi, trong khi đây là đối tượng được các chuyên gia khuyến cáo chưa nên sử dụng phương pháp này. Đáng nói nhiều trẻ đã bị bỏng khi sông hơi phòng COVID-19 cùng bố mẹ. Theo các bác sĩ tại khoa chấn thương chỉnh hình bỏng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, thời gian gần đây qua liên tiếp tiếp nhận nhiều trường hợp nhi bị bỏng do sông nước lá để phòng bệnh. Các bệnh viện tại Hà Nội cũng tiếp nhận các trường hợp tương tự. Các chuyên gia khuyến cáo các bậc phụ huynh không được lạm dụng sông hơi, không được sông trực tiếp vào người trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 30 tháng. Theo bác sĩ Quách Duy Cường, khoa virus ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, mục đích của phương pháp sông là làm loãng chất tiết dịch, làm mềm vẩy mũi, cung cấp độ ẩm cho niêm mạc mũi bị khô, dẫn lưu các chất dịch ứ động vùng mũi được tốt hơn. Từ đó, sông hơi giúp bảo vệ lớp niêm mạc mũi họng, cải thiện các triệu chứng ngặt mũi, giảm sung huyết niêm mạc mũi, giúp người bệnh cảm giác thư giãn thoải mái hơn. Tuy nhiên, sông hơi không có tác dụng ngăn ngừa lây nhiễm hay chữa khỏi bệnh COVID-19.